Vâng, và thưa quý vị, có một vụ tai nạn thương tâm khác vừa xảy ra vào sáng ngày hôm nay 1 tháng 10 tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Trong khi hàn xì dụng cụ sinh hoạt trong gia đình thì một đầu đạn 105 ly bất ngờ phát nổ và khiến 3 người trong một gia đình tử vong và 2 người bị thương nặng. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Thắng, 52 tuổi, sống ở thị trấn Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, trong lúc sử dụng máy hàn thì chạm vào đầu đạn 105 ly. Đầu đạn phát nổ khiến ông Thắng cùng con dâu 21 tuổi và cháu gái 3 tuổi tử vong tại chỗ. Riêng bà Lê Hồng Ảnh, 53 tuổi, vợ ông Thắng cùng một người hàng xóm bị thương nặng. Tại hiện trường, ngay vị trí đầu đạn phát nổ tạo hố có đường kính rộng hơn 1 mét, sâu khoảng nửa mét. Nhiều cây cối xung quanh bị đổ ngã, mái tôn bay khắp nơi, căn nhà bên cạnh cũng bị hư hỏng nhiều vật dụng. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã đến hiện trường xác định nguồn gốc quả đạn 105 ly và điều tra vụ việc.